Tăng tăng tăng, cả nhà ơi, mời cả nhà ăn bún bò Huế với mình nha. Tự nhiên bữa đây trời mưa tầm tã cả nhà. Tự nhiên thèm bún bò Huế. Đó. Hôm nay mình ăn bún bò Huế với bò với lại bún thôi cả nhà, chứ không có trứng, không có gì hết nghe cả nhà. Đó, chị xắt thịt rồi bỏ lên bún bò ăn thôi. Đó, chứ không có cái gì hết. Mấy bữa là có trứng nè, có đồ này nọ, ở đây mình thích ăn gì thôi cả nhà. Đó, rồi cả nhà thấy rổ rau không? Đó, rổ rau của mình không? Rồi cả nhà thấy rổ bún của mình không? Đó, còn bún bò nó to to vậy này mới ngon cả nhà nha. To hơn cũng được, mà trong này nó không có to hơn cả nhà. Ở Nha Trang á, là nó có cái cọng bún bò to, to gấp 2, gấp 3 cái cọng bún này nè. Đó, còn ở đây nó chỉ là gì là to nhất rồi đó cả nhà, chỉ có cọng bánh canh á, là mới to thôi. Đó. Rồi bắt đầu mình gấp thịt ra, mình bỏ dĩa cả nhà. Chừng nào mình ăn ít nhiều gì đó, ai ăn thịt ít thịt nhiều gì đó là gấp vô, phải có một miếng sả ăn cả nhà, nên là nó mới ra cái hương vị bún bò, trời ơi chảy nước miếng luôn á cả nhà. À trời ơi nó đã. Ồ ngon quá cả nhà ơi, công nhận đúng là mình thèm cái gì nó cũng ngon cả nhà ha. Mời cả nhà ăn bún bò với mình nha. Ok.